phấn trắng. Mình sử dụng bằng cái KOH hoặc là nước vôi trong. Xin chào quý bà con của kênh của Sĩ Nguyễn. Ngày hôm nay thì Sĩ đang ngồi với một anh giám đốc hợp tác xã khu vực Thanh Cường. Đây là bạn Lách. Thì hôm nay là Sĩ được biết Lách trong một thời gian rồi, nhưng hôm nay mới qua thăm được cái vườn dâu. Thực sự là mình cũng làm cũng đi tham khảo rất là nhiều vườn dâu, nhưng mà hôm nay được trực tiếp đi thăm vườn dâu của Lách thì là thấy gần như là rất là khác biệt. Được thu hoạch được gần 2 tháng, thế nhưng cái bộ lá là rất là xanh, và đặc biệt rằng là gần như không dùng hóa học, đúng không Lách? Phân hóa học là mình sẽ chạy ống thôi, còn ý là mình đang dùng những thuốc sâu hoặc thuốc lấm thì là gần như là mình dùng những loại gì, thì cô Lách hôm nay có thể chia sẻ cho kênh Sĩ Nguyễn và một số bà con mà có thể là đam mê trồng dâu cảnh hoặc là trồng dâu sản xuất, thì có thể chia sẻ giúp kênh của Sĩ Nguyễn. Cái là bên nhóm đội hợp tác xã Thành Cường ấy, cái phân thì là mình dùng phân tưới nhỏ giọt của các hãng như Iara, Đầu Châu thì là cho cây. Còn phân hữu cơ thì là mình dùng cái phân hữu cơ bột đã ủ hoai mục. Còn phân hữu cơ nước thì mình thường dùng cái dòng phân là đạm cá có thành phần amino acid. Còn thuốc trừ nấm thì là mình xử lý nấm bằng cái dung dịch KOH kiềm để xử lý nấm cây rau tây, nhất là cái nấm phấn trắng. Mình sử dụng bằng cái KOH hoặc là nước vôi trong. Còn thuốc trừ sâu thì mình sử dụng cái nấm đối kháng, nhất là cái nhện đỏ với là bọ trí, mình dùng bằng nấm đối kháng của bên trường đại học Đà Đạt nó chuyển giao. Đấy là cái chia sẻ thật cho anh em trồng dâu tây. Okay, cảm ơn Lách rất là nhiều. Đây mọi người có thể quan sát đây. Đây là những trái dâu thực sự là rất là to, và đặc biệt đây là một sự khác biệt của rất cứng. Vâng, một là rất là cứng, hai nữa là cái quả của nó chín, gần như là chín khá là đồng đều. Thường thường thì như mọi người biết được là một số các trái dâu hoặc là một số cái vườn dâu mà sẽ dùng theo phương pháp hóa học thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố là khi chín thì nó sẽ không được chín được đều quả. Đây mọi người nhìn như này, là nếu mà một số các ruộng sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố là chín thì sẽ bị loang rất là nhiều. Thế nhưng đây là cái quả là mới chín thôi, nhưng mà để khoảng tầm 1 đến 2 hôm nữa thì nó sẽ chín đều đến cả cuống, thì nó sẽ ăn, nó sẽ vị ngọt ở dưới cuống. Thế nếu bình thường không thì chúng ta chỉ ngọt ở bên trên này thôi. Thì Sĩ cũng chia sẻ cho bà con được biết rằng là nếu mà anh chị em mà đang trồng dâu tây thì chúng ta có rất là nhiều những cái chế phẩm sinh học cũng như là những cái hoạt chất để ức chế những cái dòng phấn trắng cũng như là một số dòng nhện. Bởi vì là chúng ta có thể sử dụng bằng dòng vi sinh hoặc là những cái dòng để ức chế cái chế độ đó, là chính là dùng những cái dòng đối kháng những cái vi khuẩn nấm, thì nó sẽ làm cho cái cây của chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đấy. Cảm ơn Lách rất là nhiều. Và nếu mà anh chị em nào mà đang mong muốn thưởng thức những dâu ngon, dâu sạch thì hãy quan tâm đến những cái trái dâu mà chín đều hết, và đặc biệt là độ tươi và cái chắc trái, thì đó là một trong những cái trái dâu là đảm bảo sức khỏe. Đây mọi người có thể quan sát được là gần như là gần hơn 3.000m, 4.000m là gần như là chế độ cái lá rất là xanh khỏe. Đây mọi người có nhìn thấy quan sát là không gần như không nhìn thấy cái hiện tượng là cái đọng của thuốc khi mà mình phun những dòng hóa học được. Còn một số những vườn khác thì nó sẽ bị đọng trên lá. Thì đấy là một trong những cái giải pháp của bạn Lách để chia sẻ thêm cho với anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi kênh của Sĩ Nguyễn. Chúc mọi người làm dâu thật là tốt, và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Xin chào.